Ngọc Lan, tôi ngừng đóng phim vì không còn thấy vui. Ngọc Lan, gương mặt kỳ cựu của màn ảnh nhỏ, dừng đóng phim ở tuổi 39 vì thấy không còn phù hợp cách làm việc hiện nay. Cô đưa ra thông báo hôm 19 tháng 8, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dịp này, Ngọc Lan nói về tâm tư dành cho màn ảnh hơn 20 năm qua cũng như cuộc sống riêng. Chị suy nghĩ bao lâu để đưa ra quyết định? Tôi nghĩ về việc này cách đây một năm, đợi dự án tham gia thời điểm đó, Hạnh Phúc bị đánh cắp, lên sóng rồi mới thông báo cho công chúng. Tôi không dám nói giải nghệ vì còn diễn giúp chị Hoàng Trinh vai Hai Hương vở Duyên Thệ, quay những chương trình với vai trò host vẫn trong thời hạn hợp đồng. Đây là lời chào tạm biệt khán giả màn ảnh nhỏ, không biết khi nào tôi sẽ trở lại hoặc sẽ không bao giờ. Lý do chị từ giã màn ảnh lúc này là gì? Gần đây, tôi nhận thấy không còn phù hợp với cách làm việc của các bạn trẻ. Có lẽ do tôi xui, chưa được hợp tác với những đơn vị sản xuất tâm huyết. Chất lượng phim không đạt như hứa hẹn, trong khi sự đầu tư của tôi dành cho nhân vật quá nhiều. Hoặc ban đầu họ mời diễn viên tham gia tác phẩm truyền hình nhưng lại chiếu trên các nền tảng xã hội. Tôi không còn thấy vui khi đóng phim nữa. Tôi chọn giải pháp tìm về nơi mình được thỏa mãn về mặt cảm xúc. Đó là bên gia đình. Tôi muốn đồng hành con trai, bé Louis, 7 tuổi, nhiều hơn. Mặt khác, tôi chạnh lòng vì nghệ sĩ giờ bị coi thường. Trên các trang không chính thống, mạng xã hội họ đưa những thông tin rất độc hại. Ví dụ, một ngày tôi đọc được tin Ngọc Lan đã chết hay bị ghép những chuyện không đúng với chồng cũ. Có lẽ, tâm ý của tôi dồn cho con nhiều quá, không còn đủ sức chống chọi trước thị phi. Tôi có thể dửng dưng với xã hội nhưng không thể đối xử với con mình như vậy. Bé Louis lớn lên đọc được những thông tin tiêu cực sẽ nghĩ thế nào về mẹ, tôi rất sợ điều đó xảy ra. Diễn viên Ngọc Lan, 39 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Vì công việc, chị từng áy náy với con trai những chuyện gì? Sau khi sinh Louis, tôi trở lại phim trường sớm vì yên tâm có người chăm sóc con. Giờ tôi thấy hối tiếc bởi không có ký ức rõ nét về bé lúc lên 1, 2 tuổi. Khi tôi tham gia dự án mặt nạ gương, Hạnh Phúc bị đánh mất, tôi hoàn toàn bỏ qua những hoạt động cùng con ở trường. Năm ngoái, tôi đi quay ở tỉnh, vắng mặt trong một số lần cậu nhóc tham gia hội khỏe Phù Đổng. Một lần tôi đưa con đến trường và bảo có lịch đi quay sau đó, bé nói, mẹ đi quay ở studio gần nhà phải không, với nụ cười trên môi. Tôi thấy xót xa trước câu hỏi này vì biết Louis yên tâm khi mẹ không đi xa, sớm trở về nhà. Cậu nhóc rất ý nhị, chưa từng nói rõ cần mẹ nhưng tôi cảm nhận được điều này ở con. 20 năm gắn bó phim ảnh có ý nghĩa thế nào với chị? Làm diễn viên, tôi được sống nhiều thân phận của con người, đi miễn phí nhiều nơi. Từ nhỏ, tôi mồ côi cha, thiếu thốn về mặt tình cảm, đôi khi phải tự xử lý những tình huống không đúng với lứa tuổi. Công việc giúp tôi thành người mạnh mẽ, biết cách cư xử trong cuộc sống. Hai thập niên của tôi không đáng là bao so với anh chị, cô chú khác. Nhiều người nói diễn viên sung sướng và giàu lắm. Thật ra, giàu ở đây là tình cảm của khán giả, yêu thương của người diễn dành cho nhân vật. Nghề nào cũng phải lao động vất vả, tích góp và có thêm sự may mắn thì mới có nhiều tài sản. Trong sự nghiệp, tôi có ba cột mốc quan trọng. Đầu tiên là phim Kiều Nữ và Đại Gia, đưa tôi đến gần công chúng, tiền bối và đồng nghiệp nhìn nhận khả năng của tôi rõ nét hơn. Trước đó, mọi người chỉ xem tôi là bình hoa di động. Cột mốc thứ hai là vai Thủy trong Mặn Hơn Muối, đánh dấu sự trưởng thành của tôi trong diễn xuất. Mặt nạ gương là dự án tôi lần đầu bắt tiếng, quay trong giai đoạn đại dịch. 5 tháng không được về nhà. Tôi không thể nào quên thời gian này, đi từ phim trường về tới khách sạn trong sự dằn vặt khi phải xa con. Ngoài ra, vai diễn đánh dấu sự thay đổi về ngoại hình của tôi, tăng hơn 15kg. Nhiều khán giả thích hoặc không thích vẻ ngoài này, nhưng tôi không quá quan tâm. Tôi muốn cho mọi người thấy dù ở hình hài nào, nếu biết chuyển hóa, trân trọng, tự tin bộc lộ thì ca, không có gì xấu mà phải che đậy. Ngọc Lan đưa con trai tham gia một hoạt động thể thao cấp quận ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 4. Từng được xem là Ngọc Nữ của mảng truyền hình, chị gặp áp lực thế nào về tuổi tác? Sắc vóc hiện tại. Tre già măng mọc, đó là quy luật cuộc sống. Tôi chỉ áp lực với những vai diễn bắt tôi phải trẻ lại, không thể nào làm được. Ở lứa tuổi này, tôi gặt hái nhiều thành công thông qua sự cố gắng trong nghề. Tôi hài lòng khi các nhà sản xuất, đạo diễn đặt để tôi đúng vị trí.
21 năm qua, tôi ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, dành thời gian cho người ngoài nhiều hơn gia đình. Tôi dùng từ trao đổi thay vì đánh đổi, hy sinh trong cuộc sống để có một Ngọc Lan được khán giả yêu mến. Khi ngừng công việc diễn xuất, tôi không tiếc nuối, chỉ chạnh lòng lúc nhận được những tin nhắn của khán giả nói luôn trông chờ tôi trở lại. Tôi tin mọi người sẽ tin tưởng và đồng hành quyết định này. Ngưng làm nghề, mất một nguồn thu nhập, chỉ lo liệu cuộc sống hai mẹ con ra sao. Vài năm gần đây tôi không sống nhờ đóng phim, chỉ theo đuổi diễn xuất vì đam mê. Tôi lo xa nên khi làm việc gì đều có sự chuẩn bị. Trước khi kết hôn, sinh con, ly hôn, tôi đều có tiền tích góp sẵn, phòng hờ những điều bất trắc xảy đến. Hiện tôi điều hành công ty về ngành ăn uống, mỹ phẩm nên cuộc sống rất ổn định, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Cuộc sống của hai mẹ con rất vui. Sáng tôi đưa Louis đi học, đánh cầu lông, sau đó làm việc. Chiều tôi tập các động tác yoga nhẹ nhàng và đón con. Sau 16 giờ, không ai có thể mang tôi ra ngoài đường được, cùng con chơi, trò chuyện. Tôi thấy thỏa mãn với những gì đang có. Ngọc Lan, dây thứ 9, trong phim Kiều Nữ và Đại Gia, đạo diễn Nguyễn Võ Duy Ngọc, phát sóng năm 2008, gồm 30 tập. Ngọc Lan sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với các phim truyền hình tình yêu pha lê, Cổng Mặt Trời, Lòng Dạ Đàn Bà. Cô từng đoạt giải nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc của Cánh Diều 2014, vai Hương Thảo trong phim Thuyền Giấy, nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2020, vai Trang phim Luật Trời. Cô ly hôn diễn viên Thanh Bình cuối năm 2019, sau 3 năm chung sống. Hiện diễn viên là mẹ đơn thân.